coi nè, ngày nào chị cũng lao cũng chùi hết trơn á, mà qua hôm sau là nó y như vậy nha. Anh chồng á thì đi công tác suốt à, có mỗi cô vợ với đứa con gái ở nhà. Cổ thì không có đi làm mà ở nhà chăm con nên bí bách dữ lắm, đụng cái là suy nghĩ. Lúc đó giận quá, cổ chỉ muốn dằn mặt cái cô gái đó thôi, nhưng mà ai ngờ đâu. Mọi chuyện yên ắng tầm một tuần sau đó, người ta không có tìm ra được kẻ gây tai nạn. Nhưng mà Liên á thì cứ liên tục sống trong ám ảnh. Mẹ ơi mẹ. Giọng này đâu ra? Có cuộc kia cho con mẹ. Tu này. Có cuộc kia cho con mẹ. Tu đâu? Em bình tĩnh lại. Buông hôn ra. Em làm con đau đó. Em buông ra. Em làm vậy con đau á. Có chuyện gì vậy con? Nãy con đã làm đổ cái ly nước của mẹ. Rồi con có sao không? Dạ con có sao. Còn em có sao không? Nghe ba dặn nè, mai mốt không hấp tấp, không có đi đụng đổ đồ như vậy, biết chưa? Dạ. Con xin lỗi mẹ đi. Con xin lỗi mẹ. Thôi, em đừng giận con nữa, để anh dẫn con lên lầu nha. Đi lên lầu với ba. Suốt cái thời gian sau á, lúc nào á cổ cũng cho là con gái của cổ á bị người đàn bà kia nhập vào, giống như là không phải là con gái của cổ nữa. Rồi sau đó đó, mẹ của con bé đó có làm gì con bé không? Lúc đó em cũng không biết là cổ bị ma ám thiệt hay là ảo giác nữa. Anh ơi, anh ơi, hai người làm cái gì vậy? Em gì vậy? Tại sao lại qua đây ngủ với nó? Cái gì vậy? Thì tối hôm qua con nó nói là trong phòng nó có dán, nó sợ thì nó anh ngủ với nó thôi. Vậy tại sao anh không kêu nó qua phòng mình ngủ mà qua đây ngủ? Em nói gì vậy? Thì con sợ anh qua anh ngủ với con bình thường mà em. Không có bình thường. Anh có biết là con gái ngủ với cha rất là kỳ cục không? Nè, nói gì kỳ cục vậy hả? Em đi về phòng đi.
Em định làm cái gì nữa? Con đang ngủ, đi về phòng. Đi về phòng liền, nhanh. Bác sĩ chủ căn nhà này nè, ổng cũng không biết có cái phòng kho đó luôn. Người thợ họ xây bị sai thiết kế, cho nên là họ tìm cách che lại luôn. Vậy là sau đó đó, cổ nhốt con gái của cổ vô trong phòng đó đúng không? Không anh, ban đầu thì chưa, cho tới khi cổ sợ quá, sợ người chồng về phát giác mọi chuyện, cổ mới đem con bé vô trong nhà kho. Mẹ ơi, mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ tha con ra đi mẹ. Mẹ ơi. Sau đó cổ dàn dựng chuyện con bé bị mất tích, người ta tìm hoài à mà không biết con bé nó ở đâu hết. Rồi nhốt con bé đó trong đó hoài, rồi nó la nó hét, rồi ở ngoài mình không nghe không biết gì sao em? Trong phòng nó kín như bưng à. Anh nghĩ đi, có la có hét cỡ nào đâu có ai nghe đâu. Gặp người chồng á đi công tác cả tuần sau mới về lận, cả tuần á con bé nó không được ăn uống gì hết á. Anh nghĩ coi nó sống nổi không. Rồi á, cổ sợ á, người chủ sao á phát hiện ra, cổ mua xi măng về chám bít cái cửa kho đó lại, làm như cái vách tường vậy đó, đâu có ai nghi ngờ gì đâu.
Rồi mấy năm sau đó chị Minh dọn vô ở được mấy hôm á, em với chị mới phát hiện ra. Thiệt anh không tin luôn á. Anh không nghĩ là có một người mẹ mà làm cái chuyện vậy với con mình luôn á. À, rồi sau đó chị bị bắt đó, chị lãnh án sao em? Lúc người ta bắt chị á thì phát hiện ra chị bị bệnh tâm thần rồi, người ta đưa vô nhà thương điên luôn. Em nghe kể á là lúc mà hả chị vô trong nhà thương điên á, vẫn còn bị người phụ nữ đó ám ảnh luôn á, mà còn đứa con thì cũng không có nhớ tới bao giờ luôn. Trong khi á cái lời cuối mà con bé nó viết á là: con xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ, mẹ tha